Ở đây ngay công viên Tao Đàn là Hồ Hoa Xuân nè, có một cây dâu tầm rất là đẹp luôn. Thấy đẹp và trái rất là nhiều. À, trời trái. Đó. À, thấy đẹp quá. Học lệ nha mọi người ơi. Vâng, dòng lệ vừa qua có một bà mẹ chạy qua bóng cái bên mà tạo ra mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ qua bên đây chọn quà con nha. Lấy con gấu lớn. Mẹ ơi, lấy quà. Đây nè. Anh Sang ơi, bức ra gấu lớn cho. Mẹ lấy chào các bạn, hiện tại là khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 1 năm 2020 ha, tức là 26 Tết rồi. Và mình đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khúc này là thuộc quận nhất nè. Mấy hôm trước mình đã quay chợ Hoa Tết với mình đang quận 8 ha. Và mình cũng đã quay phố Ông Đồ nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch quận nhất. Rồi mình cũng đã quay Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng quận 7. Và tối hôm qua thì mình đã quay chợ Hoa Tết rất là đông vui ở công viên 23 tháng 9 quận nhất. Chiều hôm nay có thời gian mình sẽ cùng nhau đi tham quan Hội Hoa Xuân Sài Gòn với lịch sử hình thành 40 năm nha. Đó là nơi hội tụ rất nhiều cây cảnh và các loại hoa từ khắp các vùng miền về Sài Gòn. Rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi.
cô gái ở quận Tràm rồi bán bánh tràm. 17 hợp lệ nha mọi người ơi. Vâng, nhầm lại vừa qua có một bà mẹ là trẻ của bóng cái banh là tài lắm nhé rồi mẹ ơi. Mẹ qua bên đây chọn quà con nha, lấy một con gấu lớn mẹ ơi, lấy quà đây nè anh Sang ơi, bức ra gấu lớn nha.
rằng không đi hội chợ thì thôi, mà có đi hội chợ thì có nơi quà về, mà quà sắc, quà đỏ, quà vàng, quà đẹp lộng lẫy huy hoàng mang về nhà cho em bé nhà nó ha, nó mừng cô chú chị mình ha. Mà quà này không phải là quà xanh, cũng không phải là quà đỏ, mà quà vàng cô chú chị mình nha. Vàng cái tay gì nè, là cô chú chị mình biết cái gì vậy ha, biết con nén này ha, đó là cái hội cô chú chị mình ơi. Rồi ai chưa vé cô chú chị ủng hộ dùm cho bên trên chúng em luôn, giơ cái tay lên cô chú chị. Vé vé rồi hả? Rồi ai chưa vé, ai chưa vé đặc biệt cuối cùng và duy nhất, rồi vé ba ngoài sau là cái chỗ việc xin công việc vi xin cả chị xe ơi đó anh. Mấy chị đây, mấy chị ra, mấy chị đây, mấy chị ra. Giờ đây còn chỉ có
Chúng ta chờ
mà có đi hội chợ thì có hơi quà về, mà quà xanh, quà đỏ, quà vàng, quà đẹp lộng lẫy quy hoàng mang về nhà cho em bé nhà nó ham, nó mừng của chú chị mình ha. Mà quà này không phải là quà xanh, cũng không phải là quà đỏ, mà quà vàng của chú chị mình nha. Vàng với cái tay gì nè. Rồi cô chú chị mình biết cái gì vậy ha, biết con nét này ha. Đó là ủng hộ đi cô chú chị mình ơi. Rồi ai chưa vé cô chú chị ủng hộ dùm cho bên trên chúng em luôn. Giơ cánh tay lên cô chú chị. Vé vé rồi hả? Rồi ai chưa vé, ai chưa vé đặc biệt cuối cùng và duy nhất. Rồi vé ba ngoài sau là cái chỗ việc xin tông việc phi xin cả chị. Xe ơi, đó anh trai áo trắng vô dùm em đi anh. Đó rồi đi lại đằng kia nữa rồi. Rồi mấy chị gái ngồi ở xe quá đi. Rồi đọc giải mình nhớ vô cánh tay lên nha. Đọc giải vô cánh tay lên chị nha. Trời ơi bà chị cái dễ thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hội chợ thì có hơi quà về, mà quà xanh, quà đỏ, quà vàng, quà đẹp lộng lẫy huy hoàng mang về nhà cho em bé nhà nó ham, nó mừng của chú chị mình ha. Mà quà này không phải là quà xanh, cũng không phải là quà đỏ, mà quà vàng của chú chị mình nha. Vàng với cái tay này nè. Rồi cô chú chị mình biết cái gì vậy ha, biết con nén này ha. Đó là cái hội của chú chị mình ơi. Rồi ai chưa vé cô chú chị ủng hộ dùm cho bên trên chúng em luôn. Giơ cánh tay lên cô chú chị. Vé vé rồi hả? Rồi ai chưa vé, ai chưa vé đặc biệt cuối cùng và duy nhất. Rồi vé ba ngoài sau là cái chỗ việc xin tông việc phi xin cả chị. Xe ơi, đó anh trai áo trắng vô dùm em đi anh. Đó rồi đi lại đằng kia nữa rồi. Rồi mấy chị gắn ngồi ở xe quá đi. Rồi đọc giải mình nhớ vô cánh tay lên nha. Đọc giải vô cánh tay lên chị nha. Trời ơi bà chị cái dễ thương. Bà chị nó ngầm xịt à. Bút quà trọng cơ. Bút quà kia. Lại đi chơi đây chị. Giờ bà đặc biệt cỡ từ đó mà vô đây xa lắm. Lại đây nè. Rồi còn ai trong này mình chưa vé không anh chị. Vé qua bên này. Qua bên đây nè. Qua bên tay phải nhau đi nè. Rồi trời em thấy rồi. Rồi Lucy là đây nè em. Anh trai này, nó chỉ có một dòng loại đặc biệt và cũng là dòng loại sau cùng, dòng loại cuối khép lại chương trình tối hôm nay rồi cô chú chị mình nha. Nói thì ai chưa vé mà dòng loại này, anh chị mình hãy đầu tư ngay cho mình có những chiếc vé rất là dễ thương và xinh xắn. Đó may mắn lắm cô chú chị mình ơi, người ta thường nói rằng thà rằng không đi hội chợ thì thôi, mà có đi hội chợ thì có hơi quà về, mà quà sắc, quà đỏ, quà vàng, quà đẹp lộng lẫy huy hoàng mang về nhà cho em bé nhà nó ha, nó mừng cô chú chị mình ha. Mà quà này không phải là quà gì đây, mời gì đây, có một gì đây, mời gì ra, gì đây, mời gì ra, la 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 lo, la 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 lo, la 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 lo, la 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 we'll be right back.